Kính chào chị em. Chúng tôi giới thiệu đến chị em chiếc đồng hồ nữ Recon. Chiếc đồng hồ có thân tròn, bezel bo tròn theo kính, kính phẳng, mặt số trắng, ba kim, số chỉ giờ Latin. Đồng hồ có kích thước 30 mm đường kính. Như vậy là cái kích mà kích kích cỡ mà phù hợp với rất nhiều cổ tay chị em. Điểm bắt đai là 16 mm. Điểm đai hiện nay to nhất là 18 mm. Thân đồng hồ là thép trắng, mạ vàng 18 carat bên ngoài. Toàn bộ vỏ viền và dây. Chiếc đồng hồ mới 99% chưa sử dụng. Đây các bạn để ý đây. Chưa hề sử dụng. Chiếc đồng hồ lắp máy quắc của Seiko Nhật Bản. PCA1G và dây có dạng móc bấm, móc vào đây. Bấm như này. Chính vậy mà khá dễ dàng khi đeo cũng như là khi nới dây thì các bạn mở cái này ra, kéo ra một chút hoặc là khi đưa vào cũng vậy. Đây là toàn thân chiếc đồng hồ. Đồng hồ chưa hề sử dụng và phù hợp với đa số cơ tay của chị em. Rất đẹp. Giá cả phải chăng đối với chiếc đồng hồ chính hãng này.